Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 250 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Hôm nay Duy sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện khá là ý nghĩa. Nó có liên quan tới những cái sự màu nhiệm của Phật Pháp mà Duy nghĩ trong tất cả chúng ta, nếu như mà ai có những cái tấm lòng hướng thiện đó, thì chúng ta sẽ cảm hóa được những câu chuyện như thế này và sẽ không hề nghĩ đây là những cái câu chuyện mê tín dị đoan. Tại vì cái chú này kể lại, chú nói ai tin cũng được, không tin cũng được hết, nhưng đây hoàn toàn là những cái trải nghiệm rất là thật của chú và cả gia đình của chú luôn. Cái câu chuyện đầu tiên này thì chú kể về bà nội của chú và một cái khả năng rất đặc biệt của bà nội, đó chính là bà nội của chú có một cái cặp mắt âm dương. Nhưng mà không phải tự nhiên bà nội có đâu, tại vì chú nói từ hồi xưa tới giờ bà nội vẫn là một cái người con gái rất là bình thường thôi. Cho tới khi lớn lên rồi, lấy chồng rồi đó, thì bà nội về nhà chồng cũng làm ruộng làm rẫy. Tới mỗi lần bà nội rảnh rỗi đó, khi mà đã cắt lúa xong này nọ rồi, bà nội có làm thêm một cái nghề phụ, đó chính là bà nội xe nhang rồi bán lại cho người ta. Làm nhang thủ công ở nhà mà, nó đâu có nhiều như là làm ở trong công ty đâu. Tuy nhiên bà nội là một cái người rất là lương thiện. Mặc dù làm nhang thôi, buôn bán kiếm chút đỉnh tiền, nhưng bà nội nhất quyết không bao giờ thêm hóa chất vào cái nhang này, đặc biệt là không có thêm những cái hương liệu gì hết trơn á. Nhang làm ra làm sao là bán yên vậy hả? Do đó cái nhang của bà nội làm ra đó thì cái mùi nó không có thơm, nó cứ nhẹ nhẹ vậy nè, nhưng đường cái nó rất là thanh sạch. Tại vì bà nội biết nhang á là một cái loại mình rất là trân trọng, đem nhang lên chùa cúng dường này nọ không có để nó dơ bẩn được. Nội nói thì cái thời điểm đó nội cứ sống bình thường trong sạch vậy thôi hả, mặc dù nội không hề đi tu gì cả. Tự nhiên tới cái năm nội được 30 tuổi, cái nội đổ bệnh. Mặc dù còn rất là trẻ luôn, nhưng đổ bệnh cái là nằm liệt giường luôn, không làm gì được hết trơn á. Tự nhiên hơn, một cái ngày hôm đó, đang đi ngang trước cửa nhà gì nè, một cái bà già, khá là già rồi, không phải ăn xin gì cả. Tự nhiên bà mới vô, bà nghía vô trước nhà đó, bà thấy bà nội đang nằm bệnh ở trỏng, thì bà mới vô nhà, bà bắt mạch cho bà nội. Rồi á, bà hốt thuốc, đem về cho bà nội uống, rất là hên. Sau khi uống những thang thuốc của bà lão này đó, thì bà nội hết bệnh luôn. Tới khi mà hết bệnh rồi thì tự nhiên bà nội có một cái khả năng rất là lạ, đó chính là ban ngày hay ban đêm bà nội sẽ thường xuyên thấy được một cái cõi không gian khác mà mắt thường á không có nhìn thấy được. Sau khi mà có được cái khả năng đó thì mỗi lần bà nội thấy những cái người lạ xuất hiện trong nhà của mình á, nội cũng la lên, cũng nói với mọi người, nhưng thực ra đâu có ai thấy đâu, chỉ có mình ơn bà nội thấy thôi. Những người mà người ta hiểu biết về tâm linh, người ta biết bà nội của chú có một cái cặp mắt âm dương và cái linh nhãn của bà nội của chú đã được mở ra rồi đó, thì người ta không có nói gì hết. Chỉ riêng những người trong nhà của bà nội thôi, trong đó có cả chú nữa. Tại vì thời điểm đó chú cũng không có lớn gì mấy đâu, cũng học những cái lớp rất là nhỏ thôi. Khi mà thấy bà nội mình á cứ liên tục nói thấy người này người kia thì chú bác bỏ luôn, chú nó không có đâu, bà nội á nói tào lao không à. Và thậm chí rất là nhiều lần chú còn nói bà nội của chú bị thần kinh luôn nữa, tại vì bà nội thường xuyên thấy những thứ mà chú và cả gia đình không ai thấy hết trơn. Thật sự thì chú rất thương bà nội, chứ không phải là ghét bỏ bà nội gì cả. Nhưng mà thấy bà nội cứ tối ngày thấy tầm bậy tầm bạ, tùm lum hết trơn gì đó, mà đâu có ai thấy đâu. Với lại chú không bao giờ tin những cái thuyết thiên nhãn hay là cặp mắt âm dương gì hết trơn, không có tin. Thời điểm đó tất cả mọi người trong nhà luôn, ai cũng kêu bà nội bớt bớt mê tín dị đoan lại đi, trời ơi không có cái chuyện này đâu. Tới khi mà chú lớn lên rồi đó, chú đi học đạo, học Phật này nọ và phát tâm đi theo đạo rồi, chú mới thực sự tin những cái chuyện này là có thật. Tới khi đó thì chú rất là biết ơn cái cặp mắt âm dương này của bà nội chú, tại vì cũng nhờ những lần bà nội thấy như vậy đó, giúp ích cho chú rất là nhiều. Sau những chuyện này đó thì càng tăng thêm cái đức tin cho chú về những cái chuyện mình đi học đạo. Những chuyện đó như thế nào á thì Duy sẽ kể tiếp. Nghe tới đây rồi thì đó giống như là một cái duyên nó đẩy, nó đưa chú tìm tới Phật Pháp vậy đó. Tại vì cái chú này hồi trước tới giờ á, ổng không phải là một cái người tu hành gì cả, vẫn ăn mặn nha, nhưng đựng cái là ổng có sát sanh, đi ra chợ mua đồ làm sẵn không à, vẫn ăn mặn. Bữa hôm đó thì chú có chạy xe tạt ngang một cái chợ,
Khu chợ này á, nó bán thịt cá rất là nhiều luôn. Mà không biết xui khiến sao, khiến cho chú á, dừng xe trước một cái chỗ của cái ông này, ổng đang bán lươn. Kế bên ổng á, nguyên một cái thùng này nè, rộng rất là nhiều con lươn còn đang sống á, bò lúc nhúc ở trong á. Rồi ở ngoài này á, thì ổng đang mần mấy con lươn, ổng giao cho khách. Chú thì cũng định đứng đây nè, định mua lươn đem về nhà ăn. Nhưng tự nhiên không biết sao nữa, thấy cảnh cái ông này á, ổng tuốt cái da con lươn này ra, lột cái nhớt của nó ra đó, rồi chặt đầu của nó, rồi máu me quá trời luôn. Cái tự nhiên chú ổng rùng mình, ổng không muốn ăn nữa. Sau đó thì tự nhiên chú ổng mới phát tâm á, là ổng muốn mua hết cái đống lươn này nè, đem về để phóng sanh, chứ ổng không có dám ăn lươn nữa. Vậy là chú quyết định rất là nhanh luôn. Chú mới kêu người ta đó, đổ cái thau lươn này ra đi, rồi mua hết trơn luôn, đem về nhà rộng ở nhà đó, đợi một hồi sẽ đem ra bờ sông á, phóng sanh ở ngoài. Chú này là một cái người rất là sợ rắn, do đó ổng sợ lây luôn tất cả những con nào có hình thù y chang con rắn, đặc biệt là con lươn. Nó trơn trơn, nó nhớt nhớt mà, nó cứ lúc nhúc gì nè, nhìn thấy ớn gần chết vậy đó. Cho nên á, là ổng mới sợ quá, ổng mới kêu nhỏ em của ổng á, hai anh em cùng nhau đem cái rổ lươn này nè, đem ra gần bờ sông á, thả ra ngoài đó. Khi mà đưa hết cái số lươn này ra ngoài bờ sông rồi đó, chú mới sợ quá đi, đâu có dám đứng gần đâu, do đó thì không có bắt mấy con lươn này được. Chú mới kêu với nhỏ em gái của chú á, mày cầm cái giỏ lươn này nè, mày đổ từ từ xuống sông nha, bắt từng con xuống, nhẹ nhẹ thôi, chứ mạnh quá là ảnh hưởng tới nó nữa. Chú đứng tuốt đằng kia vậy đó. Tới khi mà em gái của chú đổ hết trơn lươn này xuống sông rồi đó, thì chú thấy tụi nó bơi cũng khá là khỏe mạnh. Nhưng lạ một cái là chú đứng ở đằng này cách xa tầm khoảng 20 mét luôn, nhưng mấy con lươn này nó từ ở cái chỗ của em gái chú nó bơi nguyên một đàn tới cái chỗ của chú đứng luôn. Tụi nó bơi lúc nhúc tới đó rồi, cái nó mới ngoi đầu lên, kiểu như là tất cả những con lươn này nè, nó hướng cái mặt quay về mặt của chú luôn. Mà chú để ý nha, những con lươn này á, có nhiều con, cái đầu của nó đó cứ ngóc lên ngóc xuống như nè, y như là đang chào cảm ơn với chú gì đó, rất là lạ. Đó là cái dự đoán của chú thôi. Do cũng là cái lần đầu tiên thấy được cảnh tượng này, thì chú nhìn chú coi hoài vậy nè, tụi nó bu lại càng ngày càng nhiều, tầm khoảng hơn nửa tiếng sau á, bắt đầu mới tan dần, rồi bơi đi mất tiêu luôn. Cái tự nhiên chú mới suy nghĩ, chú nói á, tất cả những cái loài trong cuộc sống này, con lươn cũng vậy mà con người cũng vậy, ai cũng cần phải được sống hết trơn, cũng muốn sống chứ đâu muốn chết đâu. Thả nó ra, nhìn nó mừng thấy rõ luôn đó. Như vừa đã nói đó, thì cái chú này từ xưa tới giờ rất là mê ăn mặn, không bao giờ chịu ăn chay đâu. Không hẳn là phản đối, nhưng mà chú nói ăn chay nó không có chất dinh dưỡng gì hết trơn, toàn là rau cỏ không à, ăn cái gì mà ăn. Hễ mỗi lần lên bàn ăn mà không có đồ ăn mặn ha, là bắt đầu buông đũa rồi đó, không muốn ăn rồi. Nhưng kể từ sau ngày hôm nay, khi mà đi thả cái số lươn này đó, thì tự nhiên chú không có còn tha thiết ăn mặn nữa. Không biết sao, tự nhiên trong tâm của mình á, nó suy nghĩ gì đó. Rồi kiểu như là bây giờ á, ăn chay cũng được, mà ăn mặn cũng được, đâu có sao đâu. Đâu nhất thiết đó là phải ăn mặn hoài đâu, mình thử ăn chay thử coi sao. Rồi tiếp theo đó là những cái thời gian mà chú rảnh rỗi đó, tan sở đi làm vậy rồi, thì chú bắt đầu đi tìm tới kinh Phật, những cái bộ kinh này nọ nè, lên chùa thỉnh về đó, đọc thử coi, để mà tìm hiểu thử coi là trong đó nó có cái sự hay ho gì hay không, có màu nhiệm gì hay không. Mà tại sao á, cũng nghe nhiều người nói là đọc kinh đi, trong đó hay dữ lắm, mà không biết á, hay là hay cái gì. Ban đầu chú đọc thử cái bộ kinh Địa Tạng, mới đầu thì chú cũng đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà càng đọc á, thì càng thấy cuốn, kiểu như là nó có một cái năng lượng gì á, khiến chú bắt buộc phải đọc hoài gì nè. Nhưng do cái công việc của chú nó không cho phép, chú còn phải đi làm lụm kiếm tiền bên ngoài này nhỏ nữa, thành ra chú cũng có tìm hiểu về 10 ngày trai. Đây là 10 cái ngày mà Phật giáo người ta nói những ngày này cần phải giữ cái thân tâm của mình được thanh tịnh. Thành ra chú dành ra 10 ngày này trong mỗi tháng để đọc cái bài kinh Địa Tạng. 10 ngày này thì nó gồm những ngày mùng 1 nè, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch. Nếu mà tháng nào không có ngày 30 âm lịch á, thì sẽ thêm vào cái ngày 27 của tháng đó. Rồi ngày này qua tháng nọ, tới những ngày thập trai này đó, chiều mà chú tan sở đi làm về rồi, ăn cơm ăn nước đồ xong, sẽ tắm rửa thay đồ, rồi xuống nhà, ngồi đó mở cái bài kinh Địa Tạng lên, tự đọc trong nhà của mình nghe gì đó, kiểu như là tu tại gia thôi, chứ không phải là xuống tóc quy y lên chùa tu này nọ. Thậm chí bà nội của chú cũng vậy luôn. Bà nội mặc dù có mắt âm dương, nhưng bà nội cũng ở nhà bình thường thôi hà, chứ không có đi tu gì hết á. Bà nội của chú á, thời điểm đó cũng rất lớn tuổi rồi, đâu có biết chữ nghĩa gì đâu, với lại không có đi tu học gì hết trơn, thành ra cũng không biết là 10 ngày trai là 10 ngày nào, rồi đâu biết là chú tụng cái bài kinh này là kinh Địa Tạng đâu. Chỉ nghe mỗi ngày thằng cháu của mình nó về nhà, nó đọc kinh trong nhà nghe cho vui tai vậy thôi hà, chứ đâu có cái gì. Cái tự nhiên
Ngày hôm đó cũng là ngay một cái ngày trai luôn, chú vừa đi làm về. Thì lẽ ra tối hôm đó chú cũng ăn cơm xong, chú sẽ mở cái bài kinh này lên chú ngồi đọc kinh. Về mới vừa tới nhà thôi thì bà nội của chú mới hỏi là: ê, ngày hôm nay mày có mở bài kinh lên mày mở cho người ta nghe không vậy? Cái chú mới hỏi là: ủa, kinh là cái bài kinh gì nội? Nội mới nói là: ừ, cái bài kinh Địa Tạng mà mấy bữa nay mày mở mày đọc đó. Cái bài kinh đó chứ ai, mày biết không, mỗi lần mày mở ra đó, tao nhìn ra trước cửa đó là người ta bu xèo xèo luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà chúng sanh quá trời luôn, người cũng có mà ma quỷ cũng có, tao thấy nhiều dữ lắm. Người ta tụ tập lại trước cửa nhà của mình vậy nè, tao điểm hổng xuể luôn á. Mà tao cũng không nói với mày nữa, tao sợ mày sợ. Bữa nay mày đọc đi là người ta sẽ kéo tới người ta nghe nữa đó. Tại vì mỗi lần mày đọc á, người ta lại người ta nghe mày đọc kinh đó. Khi mà nghe nội nói vậy á, là chú hết hồn luôn. Tại vì chú không nghĩ bà nội của mình lại biết cái bài kinh này là kinh Địa Tạng. Chú cứ nghĩ đâu, nội á thì bà cứ nghe kinh vậy thôi hà, đâu hề biết cái tên kinh. Tại vì bà nội đâu có biết chữ đâu. Với lại thêm cái gì nữa nè, chú nghĩ mỗi lần mình đọc kinh thì người ta sẽ tập trung lại đây nghe rất là nhiều. Chú hết hồn luôn đó. Tại vì chú hồi đó giờ cứ nghĩ là bình thường thôi, đọc để cho cái tâm hồn của mình á nó thanh tịnh thôi à, đâu có nghĩ tới cái chuyện này đâu. Nhưng mà thôi, cái điều này nó càng thôi thúc chú là bây giờ phải ăn cơm lẹ lẹ ra đọc kinh cho người ta nghe để mà người ta đợi. Tới tầm khoảng vài ngày sau, ngày hôm đó cũng là một cái ngày trai luôn, nhưng bữa đó là cái công chuyện của chú quá là nhiều đi. Ăn cơm xong rồi mà vẫn chưa làm hết công chuyện nữa, chú vẫn ngồi chú làm, chưa có đọc kinh luôn. Định là hôm đó cũng không đọc kinh nữa. Cái tự nhiên bà nội mới gõ cửa phòng của chú vậy nè, mới kêu: ê Minh ơi, đi ra đọc kinh đi con, đọc cái bài kinh Địa Tạng đó, đừng có để người ta đợi, người ta ở trước quá trời nhiều rồi kìa, để người ta quỳ người ta đợi lâu vậy đó là tội lắm nghe, không có để lâu được đâu, ra đọc kinh cho người ta nghe đi. Khi đó thì chú biết rồi, chú cũng ráng tranh thủ xuống dưới đọc kinh cho người ta nghe. Ngồi kế bên chú là bà nội. Bà nội mới giải thích cho chú nghe đó. Bà nội nói là nội để ý nha, cứ đúng 10 ngày này là vào cái 10 ngày trai đó, người ta sẽ tập trung. Đó chính là 10 ngày mà chú ấn định để mà xuống nhà đọc kinh nè. Người ta chỉ tập trung vào những ngày đó thôi. Mà ngày hôm nay á, bà nội thấy trước cửa nhà của mình á, không chỉ có người không đâu, mà có cả động vật nữa. Con gà, con chim, con ếch gì đó, có đầy đủ hết trơn luôn. Nó ngồi trước cửa kìa. Còn con người đó, rất là nhiều. Bà nội đếm không có xuể luôn. Những cái người mà sống theo thời đại nào đó thì người ta sẽ mặc đồ theo cái thời đại đó của người ta. Đó chính là cái lời giải thích cho câu hỏi người chết bây giờ người ta mặc đồ gì, còn chết thời xưa ta mặc đồ gì. Thì ngày xưa người ta chết làm sao, người ta mặc cái bộ đồ y chang vậy hà, kiểu như là mặc những cái bộ sườn xám nè, áo bà ba. Rồi người bây giờ mặc đồ bộ, mặc đồ tây, có đủ hết trơn luôn, rất là nhiều thành phần thể loại. Chú nói chú càng đọc những bài kinh này lâu dần chú mới thấy thương bà nội của mình hơn. Tại vì từ hồi nhỏ đó, do là chú mê ăn mặn dữ lắm, cũng bắt bà nội làm món này món kia. Bà nội cũng từng sát sanh rất là nhiều, nấu cái này cái kia cho cả nhà cùng ăn. Có lần bà nội thấy đó hả, nguyên một cái bầy cua gì nè, cua biển nha, nó tới trước cửa nhà của chú để mà nghe chú đọc kinh. Thì nó giơ hai cái càng của nó ra vậy nè, nó cứ ngoe ngoẩy hai cái càng mà đưa vô cái mặt của bà nội. Bà nội nghĩ có thể đây là cái con cua mà ngày trước nhà mình từng giết để mà ăn nè, nó về đây, kiểu như nó nói là ngày trước cái nhà này đã từng giết nó, bây giờ nó quay lại đây để mà nó nghe kinh nghe kệ của chính cái người này đọc kinh cho nó nghe. Nói ra thì sợ nhiều người người ta không có tin, tại vì những chi tiết này nó hoang đường quá đi, không có thiệt. Nhưng mà chú nói biết sao giờ, tại vì bà nội bà thấy vậy, bà kể lại vậy, chú nghe vậy thôi à, chứ chú cũng đâu có thấy đâu. Rồi bây giờ chú cũng đọc thêm rất là nhiều bài kinh, có cả tâm kinh nè, rồi kinh Kim Cang, chú Lăng Nghiêm này nọ, chú xen kẽ và chú đọc thêm. Mỗi lần đọc như vậy đó thì người ta kéo tới càng nhiều hơn, y như trong chùa vậy đó. Sau nhiều năm thì do công việc của chú cũng khá là nhiều, chú nghĩ là bây giờ cũng không nhất thiết phải đúng 10 ngày trong tháng mình mới đọc kinh. Tại sao bây giờ mình không đặt những cái máy phát kinh đó, mình phát thường xuyên ở trong nhà của mình, cho ai tới nghe thì người ta nghe. Do đó thì chú có đặt hai cái máy phát. Một cái máy chú đặt ở Phật đường, bây giờ nhà của chú giống như là một cái am thờ nhỏ rồi, chú đặt ở chỗ đó một cái. Rồi thêm một cái máy phát á, chú đặt ở trong cái phòng của chú. Cái máy phát này á, thì chú chỉ phát một cái bài, đó là cái bài Văn Thù Tâm Chú của Bồ Tát Văn Thù đó. Hồi trước tới giờ, khi đã phát tâm đọc kinh được bao nhiêu năm rồi đó, cái chuyện mà vong hồn người ta đứng ngoài kia người ta nghe đọc kinh, chú không còn sợ nữa. Tại vì chú biết là hầu như ngày nào người ta cũng tới rồi. Tuy nhiên có một ngày, ngày hôm đó chú vừa về tới nhà thôi á, chú nghe được cái tiếng kinh ở trong nhà của mình á, thì bà nội mới chạy vô. Bà nội mới nói chú là: ê, mày ra ngoài trước nhà mày coi kìa, nhà mày bây giờ có con rắn quá trời bự đi, nó bự như con rắn khổng lồ vậy đó, tao sợ quá tao mới chạy vô nhà gì nè. Chú ra chú coi
thì chú có thấy con rắn nào đâu. Bà nọ mới nói, trời ơi, con rắn á, nó đang bò vòng vòng ngay chân chỗ cái trước bàn thờ Phật kìa. Sau khi bà nội bình tĩnh lại rồi đó, thì chú biết cái con rắn này chỉ có bà nội thấy thôi, chứ chú không có thấy được. Sau một hồi bà nội bình tĩnh lại rồi đó, thì chú mới kêu bây giờ bà nội, từ từ, đừng có sợ. Đi ra trước nhà đó, coi thử coi con rắn này, nó bự cỡ nào, nó có dãy hay không, rồi nó có chân hay không. Coi thử trên cái chân của nó đó, có cái móng chân hay không, rồi nói với con. Bà nội cũng nhẹ nhẹ bước ra coi thử. Thì khi bước vô bà nội mới nói là bây giờ con rắn này á, nó bay lên trời rồi. Nó bay vòng vòng ở trên cái tầng trên của nhà mình á, nó không có còn ở dưới đất nữa. Mà cái giò của nó cũng có móng luôn. Lúc này khi mà nghe bà nội diễn tả xong, thì chú biết đây không phải là một con rắn đơn thuần rồi. Chú nhìn ở trong sách vở đó, thì chú nghĩ đây có thể là Long Thần hộ pháp nè. Tại vì ở trên tầng trên ngay tại cái phòng của chú á, hiện tại chú đang mở cái bài văn thù tâm chú, thì chú nghĩ có thể đây là Long Thần hộ pháp, một cái con rồng của văn thù Bồ Tát á, đã hiện thân ngay tại ngày hôm nay nè. Ngày hôm đó cũng là ngày tốt luôn. Và cho tới hiện tại, chú coi cái công việc đọc kinh mỗi ngày giống như là một cái thói quen rồi. Chú thấy đây là một cái điều rất là tốt, cũng như mình hồi hướng công đức của mình cho tất cả chúng sanh vậy đó mà. Qua câu chuyện này á, chú khẳng định lại một điều. Nghe thì có vẻ nó giống như là một cái chuyện thần thoại, chuyện cổ tích này nọ vậy thôi. Nhưng riêng bản thân của chú á, thì chú rất tin. Tại vì chú khẳng định, trên cái thế gian này á, ngoài những thứ mình nhìn thấy được nè, cũng còn những thứ mắt thường của mình không bao giờ nhìn thấy được đâu. Câu chuyện tiếp theo là vào một cái lần khác, chú có cùng với cái đoàn hành hương của mình đó, đa số những người này toàn là Phật tử không thôi, cùng nhau tổ chức đi viếng thăm tất cả những điểm chùa ở Đà Lạt nè, Nha Trang, Long Khánh, xuất phát từ Sài Gòn. Đi trong vòng rất là nhiều ngày luôn, đi xong á thì sẽ trở về lại thành phố. Sau mấy ngày đi viếng thăm, thì cái ngày hôm đó về trời cũng khá là đẹp. Nguyên một cái chiếc xe khách rất là nhiều chỗ gì nè, đang chạy trên đường gì đó, thì tự nhiên có vài người, người ta mới nói thỏ thể nhau là sao mà tôi có cảm giác ở trong lòng của tôi nó cứ bồn chồn, nó cứ bất an quá trời à, tôi không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà đi xe đó thì cũng không nên nói chuyện xui rủi nữa. Cái tự nhiên nguyên một vàng phía sau luôn là hầu như ai cũng đều có cảm giác đó hết trơn á, ai cũng vậy luôn. Lúc này nó lay tới chú cũng có cảm giác đó luôn. Mặc dù chú không biết chính xác cái chuyện gì sẽ xảy ra, tuy nhiên cái cảm giác này á là một cái cảm giác rất là xấu nha. Nếu mà chuyện nó có xảy ra thì cái chuyện này sẽ không có tốt đâu. Cho nên chú mới kêu với mọi người là thôi, ai có suy nghĩ gì thì suy nghĩ, đừng có nói ra đi, rồi cứ tập trung mà niệm Phật, đọc chú này nọ để mà cho bình an, ráng về lại tới nhà. Lúc đó thì tất cả mọi người trên xe ai cũng im bặt hết trơn luôn, ai làm việc nấy, có người thì nghe nhạc, có người thì ngồi đó ngủ. Xe chạy được một lúc rất là lâu rồi đó, thì tự nhiên trời đổ mưa. Mưa rất lớn luôn, có hồi thì mưa lớn, có hồi thì mưa nhỏ, nhưng mà kéo dài hoài nha, chứ không có tạnh. Chạy tới đó rồi, thì chú mới chồm lên, chú mới hỏi với ông tài xế á, là xe chạy được tới đâu rồi. Tài xế mới nói là bây giờ á, đã chạy gần tới thành phố Biên Hòa, Đồng Nai rồi. Chú mới thấy, cái con đường mà cái xe của mình đang chạy lúc này, con đường này á, cũng khá là rộng luôn. Giữa đường có một cái con lương, cái con lương này người ta xây bằng bê tông á, nó cũng rất là kiên cố chắc chắn luôn, nó dày mà nó cao lên gì nè. Chú nhớ không lầm, lúc đó do là trời mưa, thành ra tài xế không có dám chạy nhanh, chỉ chạy tầm khoảng 50-60 cây số trên giờ thôi hà. Lúc đó tâm trạng của chú bắt đầu lại bất an nữa rồi. Cho nên chú lại đọc một cái câu chú quen thuộc của mình, đó chính là chú Chuẩn Đề. Đây là một cái bài chú rất là quen thuộc luôn. Chú nói nha, nó giống như là một cái món ăn tinh thần của chú vậy đó. Cứ hễ cách một tiếng đồng hồ là chú phải đọc, riết là quen miệng rồi. Mà Duy nghĩ mọi người cũng nên lên mạng tìm hiểu thử cái câu chú này đi, nó cũng rất là dễ học luôn. Chú nói mỗi lần đọc cái câu này á là chú cảm thấy rất là bình an, đang buồn gì đó mà đọc xong cái thấy vui lên hẳn à. Thành ra chú rất thích cái câu chú này luôn. Cũng chính vì như vậy đó mà hồi nãy giờ ngồi trên xe cứ đọc đi đọc lại hoài luôn. Thành ra bây giờ cái cảm giác của chú á, nó chuyển từ cái trạng thái là bất an, không biết cái chuyện gì sắp sửa xảy ra, bây giờ chú đã bình tâm lại rồi. Chú không còn suy nghĩ sâu xa nữa đâu, chú nghĩ thôi, cái chuyện gì tới nó sẽ tới thôi à, cứ lo âu rầu rĩ hoài á thì cũng đâu có được cái gì đâu, kệ nó đi. Rồi thôi, bây giờ chú đang ngồi đọc chú, cái bắt đầu chú nhìn thẳng ra cái đầu xe gì nè. Mà chú nói là chú không biết là những người ngồi phía sau của mình có ai thấy hay không. Tại vì hiện tại á, chú đang ngồi gần cái đầu xe, gần ông tài xế gì nè. Chú mới thấy á, phía trước cái đầu xe, cách cái xe này cũng không có gần đâu, tầm khoảng vài chục mét, ở đằng đó có một cái bà đàn bà. Mà cái bà này chú không có nhìn rõ mặt, tại vì thứ nhất ở ngoài trời là trời mưa,
chú không nhìn rõ. Mà cái dáng người của bả nó rất cao lớn luôn, nó cao chắc bằng khoảng 3 người đàn ông cộng lại á. Tại vì chú muốn nhìn tới bả đó, chú phải ngước cái đầu lên vậy nè. Bả bự, bả lớn dữ lắm luôn kìa. Chú thấy rõ mồn một luôn. Trời ơi, tóc dài thường thuộc vậy nè. Mặc dù cái thân hình của bả thì nó bự thiệt, nhưng tổng thể thì bà này cũng là một cái bà phụ nữ bình thường thôi ha. Mà có lẽ như cái ông tài xế ổng cũng không có thấy luôn, tại vì ổng không có bóp kèn mà cũng không có tránh nữa. Lúc đó thì chú cũng không có kêu cái chú tài xế luôn, kêu không có kịp, tại vì mọi chuyện nó diễn ra quá là nhanh đi, chưa đầy 2 phút nữa. Chú mới tập trung nhìn cái bà này, thì chú có cảm giác cái bà này không phải là một cái bà đàn bà bình thường. Tại vì thêm một phần nữa đó, cái khung cảnh trước cái đầu xe này nè, nó hoàn toàn là âm khí không thôi. Trời mưa nó âm u thì mình không nói, nhưng mà chú thấy ở ngoài đó đó nó mù tịt à. Rồi khung cảnh hai bên đó, nó cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn nó rất là ma quái luôn. Tự nhiên lúc này thì cái cảm giác trong người của chú bất an nó dâng trào lên rồi. Cái tay của chú hiện tại chú đang đặt ở trên cái đùi của cái ông Sơn đang ngồi kế chú gì nè. Chú chưa có làm gì hết trơn á. Tự nhiên chú nhìn lại đầu xe đó thì mới thấy cái bà này á, hai con mắt của bà nó đỏ lên. Mà nó đỏ, nó sáng lên như là cái đèn pin á, nó chiếu thẳng vô cái đầu xe của mình luôn. Mặc dù trời rất là tối nha, thì bà chiếu vô nó càng sáng hơn, mà ông tài xế ổng không có thấy. Khi đó thì chú cũng không biết nói cái gì hết trơn á. Chú mới dùng cái bàn tay phải của mình á, chú bóp cái đùi của ông Sơn ngồi kế bên vậy nè, cho ông thức dậy. Khi mà ổng hoảng hồn ổng thức dậy rồi đó, chú mới đưa cái tay, chú chỉ thẳng ra đầu xe vậy nè, kêu ổng nhìn đi. Tới khi mà ổng mở mắt ra ổng nhìn rồi đó, ổng chỉ la đúng 2 tiếng thôi. Ổng la trời ơi là trời. Vừa la xong rồi thì chiếc xe này nó đâm thẳng vô con lươn, nó ngã một cái rầm xuống đường luôn. Chú nói khung cảnh lúc này khủng khiếp luôn. Tại vì cái chiếc xe sau một cái tiếng rầm đó, bây giờ nó nằm lật ngang, nó cán cái con lươn này, thành ra nó nằm trên con lươn luôn. Hên nó không bị lăn qua cái con lộ bên kia đó. Sau đó thì những người dân gần gần đây nè, người ta mới ra lôi tất cả những hành khách trong cái xe này đi ra. Có người thì chật tay chật chân, gãy tay gãy chân cũng có, rồi sức đầu mẻ trán máu me tùm lum hết trơn vậy đó. Chú cũng không có lo cho bản thân của mình nữa, chú mới quay qua, chú kéo cái ông Sơn ngồi kế bên chú lôi ổng ra khỏi cái xe này. Khi đó thì mới thấy ổng thất tha thất thần luôn, không nói chuyện gì được hết trơn á. Ổng quá là hoảng sợ, tại vì ổng cũng là cái người trực tiếp thấy cảnh ông tài xế này lái cái xe đâm vô con lươn mà. Ổng đâu có nói gì được ở đâu, mà tay chân của ổng bây giờ sủi lơ rồi, không cử động được. Sau khi mà lên bệnh viện cho người ta sơ cấp cứu xong rồi đó, rất là hên luôn, nguyên chuyến xe này không có ai bị tử vong cả, chỉ là bị xây xát ngoài da không hà. Băng bó xong hết trơn rồi, người ta cũng cho mọi người đi về, đi trở ra cái chỗ mà hiện trường đó, vô cái chiếc xe, đem những cái đồ của mình ra, tại vì bây giờ đồ đạc còn lởn ngởn ở trong á. Nếu như mọi người vô xe lấy đồ rồi mạnh ai nấy về đó, thì câu chuyện nó sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì trong khi mọi người đang lay quay lấy đồ của mình rồi đứng ở cặp lề đường đó, thì tất cả những người dân vòng vòng cái xóm này nè, người ta mới ra, người ta kể cho những cái người trên xe này nghe một cái câu chuyện. Đó chính là ở trong cái xóm này ngay trong đêm ngày hôm qua nè, có 3 cái nhà. Nhà của chị Chính nè, nhà cô Thu với nhà của anh Bảy. 3 cái nhà này cùng ngủ rồi cùng thấy một cái giấc mơ luôn. Trong giấc mơ của họ đó, họ thấy có nguyên một cái nhóm người vậy nè, già trẻ lớn bé rồi em bé cũng có nữa, đứng trước cửa nhà người ta đó. Và đặc biệt có một cái điểm chung, đó chính là có một cái bà đàn bà. Bà mặc cái áo bà ba màu trắng nha, mà cái dáng người của bà rất là cao lớn luôn. Bà cao tầm khoảng 3-4 thước gì đó, đứng trước cửa của người ta để làm cái gì? Để chào tạm biệt những cái người chủ nhà này nè. Hỏi ra đó thì mới biết những cái vong hồn này nói là ngày mai á sẽ có người tới thế mạng cho tụi tôi chào tạm biệt cái xóm này nghe, không còn ở đây quậy phá nữa đâu, tụi tôi đi rồi, tụi tôi không còn ở đây nữa, thôi bye bye nha. Đó là 3 giấc mơ của 3 cái nhà khác nhau hoàn toàn mà người ta nhìn thấy y chang vậy đó. Thì có nghĩa là ở trong cái xóm này, phía ngoài khúc đường lộ tồn tại một cái nhóm vong linh rất là đông, người ta đang chực chờ để mà xô ngã cái xe này ngày hôm nay nè, cho tất cả những người trong cái xe này chết hết, thế mạng cho người ta. Cho nên tối hôm qua người ta đã tới để mà từ biệt những ngôi nhà ở đây nè. Khi đó thì những người trong xe bao gồm cả chú luôn, nghe câu chuyện này thì ai cũng sợ hết trơn. Tại vì cái ông tài xế ổng nói cái xe này mà đưa nó lên được, nó đứng lại được đó, thì vẫn có thể đưa mọi người về tới nhà như bình thường thôi hà, chứ thật sự nó cũng không có hư hỏng gì nhiều. Tuy nhiên nghe xong là ai cũng sợ hết, đâu có dám ngồi trên cái xe này để mà về nữa đâu. Thôi có người ta còn lén mướn xe khác để mà chở người ta về Sài Gòn nữa kìa.
tứ tán hết trơn, không ai dám đi cái xe này nữa. Bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của chú Sơn hồi nãy, cái ông mà đã ngồi kế bên chú trên xe đó, sau khi mà đã được từ bệnh viện đi về rồi đó, thì hầu như ai cũng khỏe khoắn trở lại hết trơn rồi, chỉ riêng cái chú này thôi, ổng hoàn toàn bất động luôn, ổng không có nói được cái gì hết trơn á, tại vì có thể ổng ám ảnh cảnh tượng cái bà đàn bà hồi nãy, con mắt của bà nó sáng lên mà nó đỏ ngầu vậy đó, thì có lẽ chú thấy và cái ông Sơn này cũng thấy luôn, cho nên ổng ám ảnh, ổng sợ tới bây giờ vẫn còn sợ luôn đó. Khi mà chú thấy ai người ta cũng có thể tự đi về được hết trơn rồi, riêng cái ông Sơn này á, thì bây giờ ổng còn quá là yếu đi, do đó chú quyết định đưa ổng vô nhà có một cái người dân gần đó, vô nằm đỡ đi, rồi nhờ người ta lấy dầu gió sức vô cho ổng, tới khi nào ổng đỡ đó thì điện người nhà của ổng lên chở ổng về. Vô tới đó ổng cũng nói chuyện được, chú mới hỏi là ông sao rồi, thấy sao? Ổng nói bây giờ tôi sợ quá rồi, tôi không biết phải làm gì hết trơn á. Rồi chú mới kêu ổng á, bình tĩnh, đọc cái câu chú chuẩn đề đi thì sẽ đỡ thôi à. Nhưng ổng nói bây giờ ổng rối quá rồi, ổng quên hết, không có nhớ cái gì để mà đọc hết trơn á. Bắt đầu lúc này là ổng cũng tỉnh tỉnh trở lại rồi, thì chú mới xin dầu của người ta đó bóp tay bóp giò cho ổng. Tự nhiên chưa đầy 5 phút sau nữa thì ổng có những cái dấu hiệu rất là lạ, tại vì trong lúc này cái chú Sơn á, ổng đang nằm một đống ở đó, còn riêng chú á, đang thoa dầu, thoa lên tay lên chân của ổng vậy nè, cho ổng đỡ rồi còn đi về nữa. Đang làm gì đó thì tự nhiên ổng đứng dậy luôn, ổng rất là mạnh, ổng chống nạnh gì nè, rồi sau đó ổng mới chỉ tay thẳng vô mặt của chú và tất cả mọi người trong nhà của người ta đó. Ổng mới nói: tụi bay hay quá ha, tụi bay làm gì vậy, tụi tao á là hả gần đi ra được khỏi chỗ này rồi, gần thoát ra được rồi, mà tụi bay á, tụi bay hùa nhau đọc kinh đọc chú rồi đàn áp tụi tao, làm cho bây giờ á tụi tao không có đi được luôn rồi nè, tụi bay á phải chịu trách nhiệm đi. Vừa nói dứt câu thôi thì chú Sơn ổng mới khóc, khóc quá trời khóc luôn. Khi đó cái năng lực của mình thì chú đã biết cái ông Sơn này ổng đã bị nhập xác rồi, nhưng mà tất cả những người dân ở đây thì người ta không có biết. Chú mới hỏi người ta, hỏi tại sao có chuyện gì thì nói rõ ràng rành mạch cho tôi nghe thử coi. Sau đó cái dông ở trong người của cái chú Sơn này mới trình bày nguyên một tràng thiệt là dài cho mọi người nghe luôn. Người ta mới nói là tụi tao ở đây dưới cái sự chỉ huy của cô Dậu. Cái cô Dậu này á, cổ đâu đâu á, tụi tao cũng không biết nữa, nhưng mà cổ sẽ về đây, cổ kêu tụi tao á là sẽ đi xô đi đẩy cái xe của người ta lật cho chết đi, rồi cổ còn kêu tụi tao á đi xúi cho cái đứa này đánh lộn với đứa kia rồi gây hấn với nhau, nếu mà làm được á thì cổ sẽ cho tụi tao bánh nè, cho đồ ăn của người ta cúng á thì tụi tao được ăn, tụi tao không có đói nữa. Mới đây nè, cách đây mới có 3 ngày hà, thì bả nói tụi tao á là bả sẽ chuẩn bị đưa tụi tao đi tới một cái chỗ nào đó đẹp hơn, không có khổ như ở đây nữa. Tụi tao nghe thì tụi tao cũng vui. Rồi hồi tối hôm qua bả có kêu tụi tao á là sáng bữa nay nè, đúng cái giờ ngọ sẽ cùng nhau lật đổ một cái chiếc xe chở khách, thì khi đó đó tụi tao cũng đã chuẩn bị hai bên sẵn hết trơn rồi, bả thì đứng ở đầu xe, tới khi bả kêu tụi tao á là bây giờ đẩy đi, tụi tao cũng cố gắng đẩy, nhưng mà đẩy cái chiếc xe này á đẩy hoài đẩy không được. Tới khi mà tụi tao cố gắng dùng một cái lực thiệt là mạnh để mà đẩy đó, thì tụi tao nghe là ở trong xe này nè, nó phát ra những cái tiếng gì á, nó đau đầu, nó nhức óc lắm, tụi tao làm không có được, đẩy hoài mà nó không có chịu ngã. Lúc đó thì tụi tao á thấy cái bà Dậu này á, cái mặt của bà cũng quạo lắm luôn nha. Một hồi sau á, cái bà dùng hai cái tay của bà quơ qua quơ lại gì nè, rồi cái miệng của bà đọc cái gì á tụi tao không có nghe rõ nữa, nhưng mà khi bà đọc cái đó đó, rồi con mắt của bà đỏ lên á, thì tụi tao có sức mạnh, tụi tao đẩy được cái xe này luôn. Cái xe này á nó lật qua con lươn, bà mới kêu tụi tao á ráng đi, ráng đẩy cái xe này á, cho nó qua cái lộ bên kia, để mà cái chiếc xe bên đường bên kia tông thẳng vô cái xe này luôn, cho tụi nó dễ chết, chết nhiều hơn nữa. Nhưng khi mà cái xe này vừa lật rồi đó, tao mới thấy là ở bên kia có một cái ông già, mà cái ông này ổng còn cao lớn hơn bà Dậu nữa mày, ổng bự lắm luôn. Ổng mới chặn cái xe này lại, không cho cái xe này nó nhào qua tới bên lộ bên kia. Rồi lúc đó bà Dậu bà cũng sợ quá luôn, tại vì cái ông này ổng nóng quá trời à, tụi tao cũng không dám tới gần ổng nữa. Rồi khi mà thấy ổng nóng quá đó, cái bà Dậu bà cũng chạy mất tiêu luôn, tụi tao cũng chạy đi luôn, tại vì không có dám ở gần cái chỗ này nữa. Ổng á, ổng còn đứng ở ngoài kìa. Bây giờ thì bà Dậu á, bà đi đâu rồi, tụi tao cũng không thấy bà nữa, mà chắc bây giờ có lẽ tụi tao cũng không có đi được luôn, tại tụi bay hết trơn á, làm hại tụi tao hả, vô rồi chào tạm biệt mấy cái nhà vòng vòng đây nè, tại vì tụi tao cứ tưởng đâu á là bà dẫn tụi tao đi chỗ khác sướng hơn không à. Khi mà nghe xong là chú nổi da gà da ốc hết trơn vậy nè, chú nói trời là trời,
Vậy thì cái linh cảm của mình hồi sáng nay là đúng chứ không phải là sai. Tất cả mọi người đều có linh cảm vậy luôn. Đúng thiệt. Có nguyên một cái nhóm âm binh ở đây, người ta đã dàn cảnh chuẩn bị đẩy cái xe của mình cho ngã, lật nhào qua bên cái đường bên kia, rồi còn muốn cho xe từ ngược chiều tông vô để mà dễ chết nữa. Trời ơi, nói ra là ai cũng sợ hết trơn luôn. Quá là ghê. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, trong cái xui có cái hên. Tại vì cũng nhờ lúc đó chú kêu mọi người bình tĩnh đọc kinh đọc chú đi. Thì cái thời điểm này khi mà người ta chuẩn bị xô đó, người ta nghe trong cái xe này phát ra một cái luồng âm thanh làm cho người ta rất là khó chịu. Đó chính là những cái câu kinh kệ, những câu chú phát ra đó, làm người ta chùng bước lại, không thể nào xô được cái chiếc xe này. Nhưng có thể do cái uy lực của cái bà dậu đó, bả quá lớn. Tại vì bả là một cái con quỷ thành tinh, quỷ cầm đầu rồi. Tới nước này rồi á, thì chú thừa biết người ta rắp tâm muốn hại chết cả cái đoàn xe của mình. Tuy nhiên khi mà nghe lại từng câu từng lời của cái dông này nói ra đó, thì chú thấy đáng thương hơn là đáng hận người ta. Tại vì người ta nói ra đó y như là một cái đứa con nít á, mà nó bị xúi dục, nó bị người ta bắt buộc phải làm gì đó. Tất cả những cái gì đó toàn là do cái bà quỷ cầm đầu đó bà gây ra không à. Tại vì những cái vong linh này, người ta bắt buộc phải nghe theo lời của bà. Nếu như mà không làm theo bà đó, thì bà sẽ không đem đồ ăn về cho ăn, không cho ăn đồ cúng, thì sẽ đói rồi lang thang khắp nơi. Đã không được đầu thai rồi mà còn bị bà đánh, bị bà hành hạ nữa, thì đâu có chịu nổi, bắt buộc phải làm theo cái lời của bà thôi. Do đó thì chú mới nói với những cái vong hồn này như vậy. Chú mới nói thôi, tôi biết tất cả những quý vị có mặt ở đây á, quý vị nghĩ cái gì, nhưng quý vị nghĩ lại đi, ngày hôm nay quý vị không có đi được, đó là một cái điều phước báo lớn nhất cho quý vị đó. Quý vị nghĩ thử coi, nếu mà ngày hôm nay cái chiếc xe này nó lật thiệt, tất cả mọi người trên cái xe này đều chết hết, thì có phải quý vị đã phạm thêm những cái lỗi sát sanh hại người hay không? Đã chết rồi còn mắc thêm tội nữa, thì có lẽ cả trăm cả ngàn năm sau thì quý vị chắc chắn sẽ phải bị đọa đài địa ngục và mãi mãi không bao giờ được đi siêu thoát được đâu, cứ khổ ải triền miên vậy đó. Thì quý vị có chịu hay không? Bây giờ cái mà quý vị cần làm đó là phải rời xa cái bà tên là dậu đó đi. Tại vì cái bà này bà đã đạt cái cảnh giới của ngạ quỷ rồi, bà không còn là một cái con quỷ bình thường nữa đâu. Tôi sẽ không có nói tới. Nhưng mà quý vị nè, tôi nghĩ quý vị còn ý thức, còn cái đường lui nước bước nữa. Cho nên quý vị hãy nghĩ tới cảnh giới của chư Phật, chư tiên này nọ đi. Tại sao mà lúc nào người ta cũng sáng tỏa, người ta có hào quang này nọ, người ta rất là vui vẻ, không có lo nghĩ gì hết. Đó là tại vì người ta tu học nè, rồi người ta đọc kinh, đọc chú này nọ. Người ta đâu có cần lo cái chuyện phải đi xô người này, đẩy người kia để mà tạo nghiệp đâu. Tại sao mà cứ phải đi theo cái bà đó, rồi tiếp tay cho bà, hại người này người kia, càng làm vậy đó thì cái nghiệp của mình nó càng chất chồng. Mà không phải mình ơn mình gánh đâu, bà con cha mẹ con cái của mình, cửu quyền thất tổ của mình, người ta cũng gánh luôn nữa kìa. Cho nên là tôi nói như vậy để mong quý vị có thể thức tỉnh lại đi. Một khi mình đã làm những nghiệp tốt rồi đó, thì ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của mình, người ta cũng hưởng lấy những cái phước báo đó, người ta sẽ không còn ngập lặng ở trong cái dòng đau khổ sinh tử này nữa đâu. Mặc dù họ là những cái vong hồn vất gia vất dưỡng chưa có tìm được cái nơi chốn cho mình, tuy nhiên khi mà nghe những cái lời này của chú rồi đó thì người ta rất là xúc động luôn, khóc quá trời khóc. Là cái chú Sơn ổng khóc đó, ổng mới quỳ ổng lại nè để mà xin được chỉ dạy, đi theo cái đường lối tốt đi chứ đừng có theo cái bà dậu đó nữa, theo bả thì khổ quá trời khổ à. Sau đó thì bắt đầu chú lấy trong túi của mình ra một cái cây viết nè, những cái tờ giấy xé nhỏ ra, viết trên đó là những cái chữ lam, những cái chú chuẩn đề. Rồi tiếp theo thầy bắt đầu ghi những cái phù chú trên đó đưa cho cái chú Sơn này cầm. Chú Sơn ổng còn nói phía sau ổng tất cả những vong linh đang ngồi vòng ở đây nè, rất là nhiều luôn. Sau khi mà chú đã phát tâm cho tất cả những vong linh đang có mặt ở đây, người ta được tỉnh ngộ ra, không còn theo cái con đường xấu nữa đó, thì lúc này chú lấy ra một cái ly nước, chú trì chú trong cái ly nước này nè, đọc những cái bài chú vậy đó, thì đưa cho cái chú Sơn này ổng uống. Uống xong là ổng tỉnh luôn, ổng không còn nhớ hồi nãy giờ ổng nói cái gì nữa hết trơn á. Cũng ngay lúc này cái chiếc xe khách đã được sửa xong rồi, chú cũng lên xe, chú đi về luôn. Qua câu chuyện này thì chú nói cái người sống trong cái thế giới cõi âm, người ta cũng đa dạng y chang như cõi dương của chúng ta vậy đó. Tại vì người ta cũng sinh hoạt theo từng đoàn từng đảng, đó chính là cái nguồn gốc của cái câu là cô hồn các đảng đó. Rồi cũng phân cấp bậc đàng hoàng luôn, và có cả những người đứng đầu. Sở dĩ phân theo cấp bậc và người đứng đầu đó, thì người ta sẽ phân theo là cái cơ thể, tốc độ phát triển của cơ thể người này bự hơn người kia, rồi cái ánh sáng phát ra,
cái nguồn năng lượng họ phát ra, họ tu luyện trong bao lâu, thì nó sẽ phân định được cái con quỷ này là con quỷ lớn hơn, con quỷ này là con quỷ nhỏ hơn hay sao đó, có phân cấp bậc hết trơn luôn vậy đó. Mà không dừng lại ở đó, sau hai câu chuyện này hôm nay á, chúng ta thấy được cái gì? Những cái câu kinh, câu kệ đó, bình thường chúng ta thấy nó rất là bình thường, nhưng trong những trường hợp cấp bách như thế này đó, thì nó đã phát huy được tác dụng, nó bảo vệ cho cả một đoàn xe, không ai bị thương tật gì cả luôn á. Mà đâu phải chỉ riêng đạo Phật không đâu, đạo Thiên Chúa và tất cả những đạo khác luôn. Duy thấy hầu như đạo nào người ta cũng có những câu kinh, những cái câu kinh cầu á, để mà đọc cho bản thân của mình được bình an. Thì tốt nhất đi đâu, làm cái gì á, cứ hễ rảnh miệng á, thì mình cũng nên đọc kinh, đọc chú đi, thì chắc chắn mình sẽ được bình an thôi. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên đọc một câu kinh để mà thân tâm của chúng ta thường an lạc nha. Mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.